Đây là những tấm hình chị Hòa gửi về nè. Mà má lúc mà đi á, cái má nhớ quá chừng luôn, má nhớ chị Hòa vậy lắm. Má nhớ quá rồi má viết ở sau lưng nè, sau lưng tấm hình của chị Hòa rất là nhiều. Gia đình thì nói chung hôm nào nó cũng quên đi. Rồi bây giờ có nhờ có chương trình nè, nói chung là nhờ có chương trình là mình mới lục ra những tấm hình hồi xưa mà chị Hòa gửi về. Rồi mẹ thấy những cái dòng chữ của má viết: ở bên Nhật con có lạnh nhiều không con, sao mẹ thấy tiếc nhiều quá, nhìn cảnh con mẹ nhớ con nhiều, con cố gắng thành công mọi việc được an, mẹ nhờ chờ đợi 3 năm con về gần bên nhau, cố gắng thành công nha con. Mẹ viết lúc chị chụp hình với Tiến, mẹ nhớ quá mẹ viết gì nè. À, bà biết tin chị đi má mừng quá chừng luôn. Chị đi là má bệnh luôn, thương nhớ quá bệnh luôn. Em cũng có mấy lời nhắn với chị là thôi bệnh xứ người ráng đo bằng ăn đi ha, với hai chồng kệ ráng tạo dựng gia đình rồi bằng ăn, nói chung là uy tín là hàng đầu ha, ráng ráng cố gắng làm ăn cho phát đạt với người ta, mua mai bán đắt, cầu mong vậy thôi. Lời sau cùng là nói là lúc nào em cũng thương chị lắm, thương rất là nhiều. Hòa ơi, con an tâm, ba khỏe, không có gì, con đừng lo. Hai con ráng lo làm đi. Còn gia đình này thì bình yên rồi. Thì y dạ ba có mấy câu đi, bà nhắn nhủ với con vậy thôi. Con phải có hiếu với chồng con, có hiếu với cha mẹ chồng con. Nhưng em chị nó cũng không nói gì luôn, nó không nói gì hết luôn. Chị có biết được, biết trước cái việc mà hồi nãy giờ mà chị gái, em gái đúng không ạ, biết cho chị không ạ? Má thì thương thì đó là chị biết, nhưng mà như mà viết thư như vậy, nhưng mà viết sao tấm hình vậy thì chị cũng mới biết lần đầu luôn. Tại vì mỗi lần về thì ví dụ như dắt má đi chỗ này chỗ kia hoặc là này kia thôi, chứ không có kiểu như không có kiếm mấy cái tấm hình mà coi để coi vậy. Giờ bất ngờ Dạ, thì bác cũng nhớ đó, như chị gái chia sẻ là bác cũng như là nhớ. nhớ quá Là rồi, bác viết biết cái gì đó, viết cái gì đó vậy, giống vậy á. Dạ, nhưng Chắc mà là em nghĩ là một phần nào đó thì khi mà chị ở bên Nhật thì chị lại có một người mẹ thứ hai của mình là bác gái, thì em nghĩ là một phần nào đó cũng cũng đỡ đúng không chị? sự thấy thì thấy thì mình may An mắn, ủi đúng không ạ? thật sự thấy mình rất là may mắn, kiểu như mình đi ở xa mình đi làm dâu mà mình được gia đình chồng Dạ. quý rồi thương, rồi thì về Việt Nam cũng về chung đi chơi chung này kia đồ vậy, thế cảm thấy như mình thật Em sự cảm ơn rất là nhiều. bản thân em cũng nghĩ là bác gái tuy là không có chị bên cạnh, nhưng mà bác gái luôn theo dõi chị, thì bây giờ nếu mà bác gái đang ở một nơi xa thì bác gái cũng sẽ luôn theo dõi chị và luôn mong chị sẽ được hạnh phúc như bây giờ. Dạ. Cảm Yeah. Giữa những cảm xúc dạt dào, chị Hòa quyết định viết một chữ Hán tự để thể hiện lòng mình. Đó sẽ là chữ gì đây? Hey. Ủa chị ơi, chữ này nghĩa là gì ạ? Cái này là chữ mẹ, ý nghĩa là mẹ. Pasan, これプレゼントです。ありがとうございます。字はあまり綺麗じゃないけど、すいません。Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Cho con hỏi là bác gái cảm nhận như thế nào khi mà được nhận cái chữ đó từ うれしい。字見にくいか。いや、私も書かないから嬉しい。は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 
dù rồi á. Ông sao vô cùng
奥さんせっかちからいつも怒ってる、でも我慢してくれてありがとう。多分ね。ありがとう。Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại tỉnh Ishikawa, là một trong những cái tỉnh lớn tại Nhật. Và hiện tại sau lưng Bi các bạn đang thấy đó là Kanazawa Station, một trong 14 cái ga lớn nhất thế giới và đẹp nhất thế giới. Wow, nếu mà các bạn có mặt ở đây ngay lúc này cạnh BMAX thì hiện tại BMAX đang bị choáng ngợp bởi cái kiến trúc của nó. Nó rất là chằng chịt, nó rất là chi tiết, đến từng cái cây sắt thanh sắt mà ghép lại thành một cái ga như vậy, rất là to và rất là hoành tráng như vậy. Ishikawa là một tỉnh ven biển nằm trên đảo Honshu của Nhật Bản. Với bờ biển trải dài cùng bán đảo Noto ở phía bắc, nơi đây quả thật là thiên đường của các loại hải sản tươi sống. Trung tâm của tỉnh là Kanazawa, một thành phố nhộn nhịp phát triển nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn các kiến trúc cổ xưa. Hôm nay, BMAX sẽ gặp gỡ người Việt Nam nào đang sinh sống tại Ishikawa đây? Nhân vật mà chúng ta sẽ phải gặp tại đây, đó chính là... Dạ, mời chị. Chào BMAX. Dạ, chào chị ạ. Konnichiwa. Đây là chị Nguyễn Thị Hoa, cùng chồng là anh Okada. Họ đã kết hôn được 16 năm và hiện đang sinh sống tại thành phố Suzu của tỉnh Ishikawa. Chị qua đây được khoảng 18-19 năm rồi. Wow! 18-19 năm là gần như là thành người bản xứ luôn rồi, đúng không ạ? Gia đình bên chồng thì ở Ishikawa kìa. Nhưng mà gia đình chồng ở Suzu. Cách xa này có khoảng 2 tiếng lái xe. Dạ, 2 tiếng lái xe. Là ngày hôm nay là chị phải đến từ đó chị đến đây. Để gặp đi. Và em nghe nói, em nghe người ta đồn là hôm nay là em sẽ được dẫn chị. Chị dẫn em đi chơi đúng không? Đúng rồi, đây bên này gài đúng không? Gài đi. Rất là nổi tiếng, có cái một công viên rất là nổi tiếng, đẹp. Hôm nay mình cùng đi nha. Dạ, cùng đi ạ. Rời ga Kanazawa, chị Hoa và anh Okada đã đưa BMAX đi tham quan thành phố. Và điểm đến đầu tiên của họ là đâu đây? Wow! Ở đây là đâu vậy chị? Cái này là công viên Kenroken. Ở Nhật thì nó có ba cái công viên nổi tiếng. Cái kimono. Đây là cái trong một trong năm trong ba cái. Wow! Vậy là chắc chắn là nó bự lắm nha. Bây giờ thì em nghĩ là chị và anh sẽ dẫn em đi vô trong đó nha. Đến với Kanazawa, không thể không ghé thăm Kenroken. Được hình thành từ thời kỳ Edo, đây là một trong ba khu vườn lớn và nổi tiếng nhất tại đất nước mặt trời mọc. Em có cảm nhận như là không biết sao ta, cái hòn non bộ của các bạn thì cái này nó y như là cái bảng có cái đèn của Doraemon kiểu zoom bự ra. Có đó là ngay chỗ cái nhà đó là nhà để uống trà đó. Ngay chỗ cái cầu bên sau lưng em á, cái chỗ đó mà mùa đông thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Rồi em có thể tưởng tượng được mùa đông có tuyết là đẹp tuyệt vời. Trời ơi, thơ mộng quá các bạn ơi, mọi người ơi, chị ơi. Tại vì ở đây mùa nào nó cũng đẹp hết á. Bây giờ đồng hồ đóng băng luôn em. Dạ, tuyết luôn. Chắc chụp băng được không? Mà được lắm, mấy cái chỗ em đi là đẹp nhất là mùa đông. Nó rất là mùa đông. Đây tuyết rơi đã lắm hả chị hả? Đẹp lắm. Có gì muốn đến mùa đông mấy em ta nhìn đẹp lắm. Mùa hoa anh đào thì ở đây nhiều lắm. Tất cả đây là như là cây hoa anh đào. Nó rất là đẹp. Vào mỗi mùa trong năm, Kenroken lại khoác cho mình một tấm áo mới. Với màu hồng của hoa anh đào vào mùa xuân, xanh tươi vào mùa hè, vàng rực vào mùa thu lá rụng và phủ đầy tuyết trắng mỗi khi đông về. Cái sự việc gì là cái điều gì đã xảy ra đầu tiên khi mà chị lại bắt tay là cái nước mà mình qua lại là nước Nhật? Chị đi rồi qua theo ngành may. Dạ. Rồi cái gặp ông xã. Ông cũng làm chung luôn, ông làm chung một cái công ty may đó. Dạ. Rồi cái gặp ông rồi cái làm quen rồi cái kết hôn. Dạ. Đi xong 3 năm về kết hôn. Rồi cho em hỏi là cái điều gì ở chị mà lại khiến cho anh cảm thấy yêu chị nhất và thương chị nhất? À sao? Anh biết được, kawaii shi. À, thật sự rất là nghiêm túc. Yà, phải là người Nhật nọ. Tại vì nọ, cái cô ta chỉ là, mình là, mình vẫn để, nãy mình không làm gì cả. Cô ta chỉ là, mình sống để, nghiêm túc, nãy mình tại sao mình, mình cũng cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố Em nghĩ là anh là một người rất là vui tính đúng không chị? Anh rất là dễ, anh dễ lắm. Nhưng mà chỉ có khi mà làm bánh là anh rất là khó thôi. Dạ. Ví dụ như làm bánh. Anh này có cửa hàng làm bánh hay sao? Dạ, làm bánh. Chị cũng làm bánh luôn. Ồ, bánh gì vậy? Dạ, làm bánh. Anh chung là anh làm bánh bánh Nhật, còn chị là làm bánh Việt Nam. Hồi trẻ chị đẹp quá. Ổng giỏi hơn chị. Cái gì ví dụ như cái bánh Việt hay gì cũng vậy, ổng ví dụ chị làm đó cái ổng ăn thử.
Ở Văn Tự cho em thấy mà thí dụ nó thiếu gì hay là cái vị nó còn thiếu này kia gì á, thì cái những cái ông đã từng học rồi những cái gì đó ông cho vào thêm. Dạ, cho nó thật, có thể là cái chiêu đúng không? Có mấy cái chiêu nhỏ nhỏ để bỏ vô là nó sẽ là hành của riêng mình. Tạm biệt khu vườn xinh đẹp, địa điểm tiếp theo của ba người sẽ là nơi nào đây? Hồi nãy chị em mình đến công viên rồi ha, giờ chị sẽ dẫn đi đến lại chỗ này xem cái khu phố cổ của Nhật. Ở đây nó có những cái ngôi nhà này cổ hồi xưa mấy trăm năm nó còn ta sót lại. Nên, Kanazawa là một trong số ít thành phố vẫn còn giữ nguyên vẹn nét kiến trúc cổ xưa tại Nhật Bản, mà Higashi là một minh chứng tiêu biểu. Những ngôi nhà tại đây được xây dựng theo kiến trúc phong tra và đã có tuổi đời khoảng 200 năm. Ở đây sao có nhiều người mặc đồ kimono quá vậy chị? Đúng rồi, du khách đến đây có thể mặc được đồ kimono, chụp hình rồi kia. Cho nên là nó lại tạo cho em một cái cảm giác khác nữa, khác rất khác với cái công viên vừa rồi. Ở đây thì hai bên nó là gỗ và cái con đường nó nhỏ đó, mọi người thấy là sao cái cây, từ cái cây tới đến cái bảng thông báo nó cũng đẹp nữa. Thì ở đây em có thấy xe kéo không? Dạ không. Bên mình giống như em đi thôi. Khoan, từ đừng đi nữa. Nóng không chị? Em thấy quán này nãy giờ mấy cô bị mặc kimono đi vô đi ra là mỗi người cầm cái kem nè. Kem sữa tươi giác vàng, kem rất là ngon. Sữa tươi giác vàng hả? Cái gì? Kanazawa kin ga yume da kara okashi to issho ni kin o thăm biết là omosuroi kana. Ôi xịn nhỉ. Ôi hay là anh em mình vô trong đó đi nhỉ. Vô ăn thử cho biết hả? Đi. Điểm dừng chân tiếp theo là một cửa hàng với các sản phẩm từ vàng lá. Tại đây có rất nhiều mặt hàng được giác vàng, từ quà lưu niệm cho đến mỹ phẩm. Tất cả này, tất cả ly, dĩa rồi đều được giác vàng hết. Dạ. Có vàng ở trong. Trời. Nhìn đẹp ha. Những cái này chắc là không được sờ vào hiện vật rồi. Ồ, này không được sờ vô, chỉ đứng nhìn thôi. Nó vừa rất là tinh tế mà nó lại vừa rất là sang trọng nữa. Nhìn đẹp ha. Này có thể mua làm quà lưu niệm này kia rồi. Dạ, rất là ý nghĩa. Kiểu những người như mà em là mạng kim nè, em lại rất là đúng vậy đó. Em thích vàng vô cùng. Maniki neko shitemasu? Em có thể hình như là đây là con mèo mà kiểu của mình là nó là kiểu biểu tượng đúng không chị? Biểu tượng sự may mắn. Biểu tượng sự may mắn là nhìn thấy là thấy có may mắn rồi các bạn ạ. Vàng lá là sản vật đặc trưng của Kanazawa, bởi có đến 98% vàng lá của Nhật được sản xuất từ thành phố này. Rất nhiều vật dụng được giác vàng tại cửa hàng này, kể cả thức ăn. Vậy thì con chơ gì mà không thưởng thức đâu? Dạ, chị ơi, cho em 3 cây. Dạ, cảm ơn chị. Mình nói chị vẫn làm được chứ đâu có phải khó gì đâu nè. Các bạn nhìn làm kem nè. Xong bây giờ mới giác vàng lên nè. Bây giờ mới giác vàng. Vàng đâu lấy vàng, rắc lên không? Giống như tiêu vậy đó hả? Trời ơi, của mình đó, Takashimiya mình cũng có kem này luôn. Yeah, thank you. Kem tươi mát lạnh được phủ một lớp mỏng bột vàng, còn gì tuyệt vời bằng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, que kem còn được phủ lên một lá vàng giác mỏng. Lá vàng và kem tươi hòa quyện cùng nhau rồi tan ra trong miệng, không biết hương vị sẽ như thế nào đây. Ngon. Kem nó béo lắm. Ủa, đề nghị qua chỗ này đi. Đề nghị qua chỗ này đi, thèm quá. Có nó nóng sao á? Hay giờ mới. Không có cái gì nó đã bằng ở ngoài kia thì nhiệt độ đang nóng mà vô đây được ăn cái kem giác vàng. Rất là xịn. Ngon. Cùng lấy đi vô 2, 3. Vô. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi đâu chị ha? Để chị dắt đi đến một cái chỗ làm tượng búp bê á. Cái mình tự vẽ lên cái khuôn mặt nó như vẽ cái khuôn mặt làm sao vẽ lên. Kokeshi. Nó làm từ gỗ. Vậy mà em tưởng làm như tô tượng. Nên đây là làm búp bê Kokeshi nè. Là đây hả chị? Oh wow. Đẹp ha. Kokeshi đây. Đây. Mình có thể tự vẽ lên búp bê. Dạ, vậy thôi mình đi vô trong chị nhé. Làm thử nha. Dạ chị. Điểm dừng chân tiếp theo là cửa hàng làm búp bê Kokeshi, một sản phẩm mỹ nghệ truyền thống của Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ phải tự vẽ rồi mình chọn có cái gì đó riêng biệt. Em tự chọn rồi em vẽ lên như cái mặt như vậy nè. Oh wow. Cái こちら Kagayuzen nan desu keredomo, kimono no kiji. はい、なんですけれども、私の父がその作家さんしていまして、父の全部手書きの加賀友禅になっております。
cái này là cái này tất cả là từ dải của kimono làm ra cái à, là dải giống mấy bộ kimono hay từ những bộ kimono làm ra cái dải á à cái vải là tính ra như là một cái con kimono thu nhỏ rồi vậy đó. Nhỏ vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ sắc thái là mình có nón không ta hay có đội nón lên không này này nó không có gọi nón nhưng mà em ví dụ như em vẽ cái gương mặt rồi vẽ tóc như thế này vậy này vậy tóc mình cũng tự vẽ đúng rồi mình thích tóc gì mình vẽ tóc đó vẽ cho một em thường nó sẽ vẽ cái tóc giống Mariko em tóc mái ngang tóc ngang một cái bê để tặng cho má chồng chị mà má chồng chị thì rất là thích màu vàng. Giờ là lúc mỗi người tập trung hoàn thành búp bê Kokeshi của riêng mình. Má gái có cưng không chị? Má chồng chị bà hiền lắm, bà hiền lắm, bà dễ. Gì của con dâu, gì cũng nhà mà không nhờ bà cũng làm nữa. Dạ. Để cái là bà xiên việc. Thời gian đầu có bị gặp khó khăn gì nhiều không chị? Áp lực. Lúc đầu cũng bị áp lực chứ. Nhưng mà ở quê như là, như là dù như mình sống, mình đừng đòi hỏi người ta tốt với mình quá vậy, giống vậy đó. Dạ. Thí dụ như mình muốn người ta tốt mình với mình một thì mình mới tốt với người ta trước 5 phần cái dạng vậy. Dạ. Chứ mình cũng đừng có hỏi người ta phải tốt với mình hết, tất cả là đã qua làm gì làm ai đâu đúng không? Dạ, đúng rồi. Em để ý nha, từ sáng giờ anh chị đi lúc nào cũng kè kè bên nhau mà em thấy anh lúc nào cũng vui cười hết trơn á, vậy là mình kiểu nhìn như là vợ chồng son á chị. Thì chị có cái bí quyết nào mà chị giúp cho cái tình cảm cũng như là cái niềm vui của hai người lúc nào cũng cháy như vậy hoài vậy? Cháy mới ghê chứ. Cháy. Bắt lửa. Không biết dùng những từ cháy. Nồng cháy. Kiến của người bên cạnh mình. Yeah. Với lại mà chị đơn giản chị ít có đòi hỏi người ta phải tốt với mình này kia. Ví dụ như chị muốn ảnh tốt với chị thì trước nhất chị phải tốt với ảnh trước. Dạ. Yeah. Đó, mình phải làm mình tốt trước chứ ảnh tốt với người khác đó thì sao người ta cũng trả lại cho mình giống vậy á. Yeah. Như mình phải tốt trước người ta. Yeah. Nên chị ít có đòi hỏi này kia nên rất là hai chồng chị rất là thoải mái. Yeah. Tự nhiên lắm. 1 2 3 sao. Thấy trời ơi. Đó, thấy chưa? Thấy ông chồng là dễ đẹp nhất nãy giờ tôi nghi. Anh ơi chồng. Tôi có tự động thì tự động yasashi kao ni con em dễ là gì hay em dễ đây là dễ cái thanh của em út của em dạ em gái em không biết sao lúc đầu anh hai em định dễ cái mặt to lắm mà tự nhiên cái tóc nó tém hồi em dễ cho cái mặt nhỏ cuối cùng mặt nhỏ xíu cái đầu cho bà này là chị dễ để ngày mai chị tặng cho má chồng của chị. Dạ. Đây là mà chị hoài dễ kìa, dễ ông chồng đúng không? Dễ mẹ chồng á. Dễ mẹ chồng ơi. Người đây con đâu biết là siêu tôi mèo có chờ có một diễn này. Ba tác phẩm Kokeshi đã hoàn thành. Có vẻ như tình cảm rất nhiều, nhưng hoa tay có hạn thì phải. Giờ thì phải đi thưởng thức đặc sản của Kanazawa thôi. Đây là quán ô đen. Chị ủa mình... là quán này hả chị? Quán này. Chị em mình vô ăn thử cho biết nha. Dạ, em cũng đang rất là muốn biết coi cái ode là cái gì á. Dạ đi thôi chị ơi, đi vô. Đi vô. Ode là món ăn đặc trưng vào mùa hè tại vùng Kanazawa. Các loại thịt, rau củ được hâm kỹ bằng nước dùng, tạo nên món ăn ngon ngọt với hương thơm vô cùng hấp dẫn. Nó ode là gì nè? Là cái gì vậy chị? Giống như bên mình thì nó là lẩu, mà những cái này nó không phải là lẩu. Em thấy nó giống pha lấu. Đây anh thấy có con ốc nè. Ốc chứ, lấu hồng. Em biết làm cái bắp cải cuộn tôm nha. Củ cải trắng nè phải không? Bắp cải trắng nè. Trứng nè, xíu mại nè. Để chị dễ. Em ăn ốc, thử không? Cái nước này nó làm từ nhìn thì thấy rất là đơn giản nhưng mà ăn thì thấy rất là ngon hả Bi? Dạ ngon. Bây giờ là cái này là cái đuôi nè, cái phần béo nhất con ốc nè. Thì mình ăn cái đầu trước nha. Trời ơi. Mình bắt mày cả nửa giờ sao? Tôi đói bụng quá giờ sao? Đề nghị lần sau chương trình Người Kết Nối phải có những cái món ăn ở trên này. Bây giờ khách mời vừa mình coi quay tới đâu thì mình có món ăn tới đó. Vừa coi vừa ăn. Rất là ủa chị, em nghe nói là mình bán nhà mình làm bánh, tiệm bánh vậy là bánh gì vậy? Bánh kiểu bánh Hàn Quốc, bánh gạo hay là bánh
bánh bánh bột hay là nó là cái gì chị? Chị làm bánh là bánh đặc trưng của Việt Nam mình luôn, như là bánh dây lợn, bánh phô thê. Thật sự đến bây giờ chị nói em mới biết, em nghĩ là mình sẽ phải bán một cái bánh gì đó cơ truyền thống ở Nhật chứ. Như giống như chị, như là cô dâu Việt kìa, phải không? Yeah. Ví dụ như mình đến gia đình bên chồng, ví dụ mình cầm hộp quà mà bánh Việt á, yeah, thì người Nhật họ rất là thích, họ rất như nó có ý nghĩa. Đại khái là ở Nhật cứ làm cái gì cũng phải có một cái ý nghĩa sâu, gì đó sâu xa. Chiều sâu, chiều dạ, em hiểu rồi. Vậy lúc mà họ rất là thích cái tiệm bánh này nè, cái bánh này nè, cái cách làm bánh này nè là ai chỉ cho chị à? À, bên Việt Nam mà lúc chị học đó thì cô Hiền Minh, yeah, cô Trần Hiền Minh á, cô cũng chuyên về bánh Việt luôn. Rồi anh hồi đó là anh làm bánh về bánh Nhật hay chị hay là? À, anh thì bánh kem rồi bánh hương vị của Nhật này, yeah, kia rồi nhỉ? Tự nhiên hai người cùng nha, có cái niềm đam mê làm bánh xong rồi cùng vô tình gặp nhau và thành gia đình, cuối cùng mở một thành một tiệm bánh. Và em không biết là trong cái tiệm bánh của mình là có bán luôn bánh Nhật không chị, hay là chỉ là chỉ có bánh Việt Nam thôi? Không, đủ hết, bánh Việt rồi bánh Nhật luôn, hai yeah loại luôn. Vì tính ra có nhiều lúc mấy cô vô Việt á cũng là một hộp trong một cái hộp quà rồi có hai loại bánh luôn, nó hai ý nghĩa đúng không? Yeah. Nửa bánh Việt, nửa bánh Việt, nửa bánh Nhật. Khi mà anh ăn những cái món bánh ở Việt Nam như vậy á thì anh có cảm thấy nó khác nhiều ở bánh của mình của Nhật không ạ? あ、ベトナムのお菓子はちょっと日本人の口にしてはちょっと甘い。ああ。だからこのお菓子を日本で売ってもちょっと甘すぎてみんなちょっと買わないかなと思ったの。Mọi người mà ai mà đến Nhật thì mình nên ăn thử cái món này. Tại vì món này là một cái món đặc trưng và cũng như Biên Max nghĩ là rất là dễ ăn với nhiều người, tại vì bạn có lấy gì thì em một người rất là ok, giống là cuộn lại. Đây là một trong những cái món mà em cảm thấy rất là dễ ăn và nó rất là ngon. Dạ. Thấy ai cũng có thể ăn được. Dạ, nó gần gũi, nó vừa có tàu hũ kỳ, nó có giống Việt Nam mình dạ, chả cá nó giống dạng như pha lấu vậy đó, nhưng mà có nhiều cái củ cải hơn, rất là ngon nha các bạn. Rau đồ cũng vô nhiều. Dạ thôi về ăn tiếp đi, nó ngủ nghỉ. Vậy là ngày hôm nay, Bimax đã được thưởng thức món đặc sản của Kanazawa, cũng như đi thăm rất nhiều địa điểm nổi tiếng của nơi đây. Tuy nhiên, dường như vẫn là chưa đủ với anh chàng này. Hôm nay thì em cũng đã được chị dẫn đi rất là nhiều nơi rồi. Nhưng mà nếu mà hỏi em còn muốn đi đâu nữa không thì em vẫn nói là em còn một nơi rất muốn đi, nhưng mà cái nơi đó chỉ có mình chị dẫn em đi được. Đi muốn đi đâu chị cũng dắt em đi hết. Đi nhà chị. Đi. Rồi nhà mai đi không? Đi thử dạ, cho biết nha, nhà mai dạ đi nha. Tại vì em nghe nói là đó là một cái tiệm bánh. Ừ. Em muốn đi vô trong cái tiệm của chị để em coi cũng như là ăn thử bánh ở đó. Có đủ hết các bánh Việt luôn. Nhà mai chị dắt đi ha. Dạ. Ô wow. Trời. Ở đây là cái gì mà nó cao quá vậy chị? Thấy được hết. Ở đây là toàn công viên này, có thể nhìn toàn hết, thấy toàn hết tới thành phố luôn. Bên kia là đại bàng bay kìa đó. Đại bàng bay các kiểu. Giờ nghỉ ngơi đi, nạp năng lượng để ngày mai chiến đấu hết mình. Yeah. Ngày mai là chị dắt em đi đến nhà chị chơi cho biết ha. Dạ, tuy là một ngày hôm nay là đã trải nghiệm nhiều nhưng mà thấy cảnh này xong là tự nhiên pin em cũng lên được, nạp năng lượng thêm á. Tại vì em thấy cảnh đẹp là em kiểu năng lượng mình lên lại. Rồi vậy ngày mai chị dắt em về nhà chị đi đến thì tìm nhà chị biết ha. Dạ, vậy là ngày mai sẽ được gặp nhà chị, em sẽ gặp được cái tiệm bánh của gia đình mình và chắc chắn dĩ nhiên là em sẽ không thể nào không được ăn đúng không? Đúng, nhất định. thích rồi, yeah, let's go, đi thôi. Kết thúc một ngày khám phá Kanazawa. Ở tập trước, Bimax đã đến Ishikawa, là một tỉnh ven biển nằm trên đảo Honshu của Nhật Bản. Với bờ biển trải dài cùng bán đảo Noto ở phía bắc, nơi đây quả thật là thiên đường của các loại hải sản tươi sống. Trung tâm của Ishikawa là thành phố Kanazawa, một thành phố nhộn nhịp phát triển nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn các kiến trúc cổ xưa. Tại Ishikawa, Bimax đã được gặp vợ chồng chị Hòa và anh Okada, và như lời hẹn từ hôm trước, hôm nay Bimax sẽ đến thăm nhà và tiệm bánh của anh chị ở thành phố biển Suzu. Lại một ngày mới nữa, Bimax lại tiếp tục hành trình của mình tại Nhật Bản. Và như những cái lời đã hứa hôm qua, ngày hôm nay Bimax sẽ đến thăm nhà chị Hòa. Không biết là cái quán của chị Hòa mọi người có thể nhận ra được ở trong cái khung hình này hay không. Dạ yeah. Vậy là chúng ta đã đến tiệm bánh của chị Hòa rồi các bạn. Konnichiwa. Yeah, chào anh chào chị ạ. Wow, tiệm bánh rất là xinh nha các bạn.
Tiệm bánh này chính là đứa con tinh thần của chị Hòa và anh Okada. Với đam mê của mình, anh Okada đã theo học một trường làm bánh tại Tokyo. Chị Hòa cũng quay về Việt Nam học các món bánh Việt để cùng chồng xây dựng nên cửa hàng này. Có rất nhiều món bánh đặc trưng của Việt Nam, xen lẫn bánh Âu. Tất cả đều là tâm huyết của vợ chồng anh chị. Bán được, mà cái này là bán đắt nhất á. À, là cái này là món gọi là best seller, là cái món con heo. Cái món này nhỏ em thích lắm nè. Đó, bánh heo. Dạ, chào bác. Anh đi tôi cũng sẽ em. Dạ. Rồi chắc là lành nghề nhất ở đây đúng không ạ? Về bánh á. À, bánh là chị với ông xã chị làm, còn má chồng chị là chỉ phụ này kia rồi. À, đó, phụ. Dọn dẹp rửa tới đây, tất cả là đều má chồng chị làm hết. À, dạ. Rồi cho em hỏi là cái điều mà cái cơ duyên gì nó đã mang chị đến với cái ngành nghề làm bánh này? Bắt đầu là ông xã chị ông muốn làm, cho nên ông mới quyết định là mở tiệm. Yeah. Rồi ông xã chị mới nói là kêu chị về Việt Nam học học bánh. Rồi học bánh. Ông xã chị thì dạng như là bánh 30 cư hen, bánh kem này kia rồi. Còn chị thì bánh Việt. Mà lúc đó chị cũng nghĩ, thôi bên đây giờ đi về Việt Nam học nó rất là mất thời gian. Rồi. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà rất là may về Việt Nam thì gặp cô Hiền Minh. Yeah. Cô dạy chị thấy rất là thích. Tự nhiên ăn cảm thấy cái vị bánh nó khác nhau, nó ngon quá đi. Yeah. Cái từ đó nên chị mới là thích, rất là thích bánh Việt. Yeah. Cái gì chú tâm hơn. Rồi mình mới quyết định là mình khi mình học xong mình về lại Nhật mình mở cái quán. Lúc đầu rất là khó khăn. Yeah. Thì hai chồng làm cũng đi làm cho người ta đó, muốn mở cái tiệm rất là tốn tiền. Yeah. Rất là có nhà má chồng chị nè, bà bỏ tiền ra mượn mớ rồi hai chồng chị mượn mớ phân nửa vậy đó. Trời ơi, nói chung là một mình bác là bác hỗ trợ. Thí dụ như làm nhưng mà thiếu gì thì bà phụ vô, rồi ví dụ trong tiệm này kia đâu tất cả quá. Ví dụ như với lại má chồng chị bạn bè đồ nhiều đó. Kêu khách giúp đỡ. Bác cảm nhận như thế nào về chị Hòa và những cái món ăn cũng như là những món bánh của chị làm thì bác dùng thử thì bác cảm thấy như thế nào ạ? Hoa sản tốt cái mà cái tí. Hôm tôi có tôi với tí đó. Yo có hát lại đi cái tí đi. Yo sao phi. Ôi em thân thiết. Cái ánh mắt nhìn đầu tiên khi mà nhìn thấy chị Hòa và biết rằng là người này sẽ là con dâu của mình trong tương lai thì bác có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Phải nói ở cái lúc thì やっぱすごい挨拶上手でね. Trong cái quá trình mà chị làm dâu nhà mình á, có những cái chuyện mà mình khiến cho bác nhớ và ấn tượng về chị Hòa. Cô ham mồm nam mồm, yêu cô vắng ra nãy cả tâm hồn데, thế mà 一生懸命作ってくれるんで 本当可愛そうと思ったわ. Má chồng chị thật sự là ba rất là dễ. Yeah. Kiểu như thông cảm, như tâm lý á không? Yeah. Nên thật sự rất là cảm ơn, rất là... Dạ. Thật sự là khi mà nghe tới đây và nhìn thấy những hình ảnh này thì chắc là không còn phải kể nhiều nữa đâu. Tại vì nếu mà nói kể chuyện nữa thì chị Hoa không kể được. Dạ. Namida tomato đây. Lấy chồng xa xứ, lại nhận được tình cảm yêu thương của mẹ chồng, chị Hoa hẳn là vô cùng hạnh phúc. Người mẹ quá cố của chị chắc hẳn cũng có thể yên lòng khi con gái mình tìm được hạnh phúc nơi xứ người. Đến đây mà không được thử tài làm bánh thì quả là thiếu sót. Bimax đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Ok. Enough. Yeah. Xong rồi mình ăn luôn các bạn. Ngon lắm, 5.000 cái. Bánh thơm lắm, giòn. Em ơi em làm sao em làm giùm cho người ta, em ăn hết của người ta vậy? Được rồi á, em ăn nhiều á. Cái bánh thu á là cái vỏ nó mềm. Ê, vỏ bánh thu rất là giòn. Rồi nó có cái vị của cái bánh quy á vậy. Cái vị của ngoài bánh quy mà ở trong cái nhân là cookie. Cái kem rất là thơm trứng, lạnh, béo, không ngọt quá. Tuyệt vời. Cái này một phần là mình tự làm cho nên ngon quá. Cảm ơn anh. 100 điểm. Anh khen là mình làm bánh được. Perfect là hoàn toàn tốt, có thể là có khả năng là ở đây phụ làm bánh luôn á.
Dạ cảm ơn anh. Để em về em khoe với mẹ em là bên em đi làm bánh mà bên bên Nhật người ta khen, người ta muốn giữ lại để hợp tác. Dạ. あした、明日からうちで働いてください。 Dạ. Có thể làm việc ở đây luôn từ ngày mai. Ok, thank you, sir. Thành công. Yes, em là thành công rồi, ngày mai em sẽ làm bánh ở đây. Yes. Yeah, để chào mừng các bạn lại tiếp tục với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và đây là phần làm bánh, là cái phần mà Bimax thích nhất. Ủa mình đang làm bánh gì vậy chị? Nhờ bắt đầu mình làm bánh da lợn nha. Nhờ chị xay đậu xanh cho nó nhuyễn ra. Đậu bánh... xanh với nước cốt dừa. Dạ. Thì em hỏi là gia đình mình ở sống với nhau cũng trên 10 năm rồi đúng không? Chị ở chung á trong vậy là 10 năm đó. Dạ, em nghĩ là trong một mối quan hệ thì không thể lúc nào mà cứ tốt đẹp hoài. Thì nó phải có những lúc trầm thì nó mới mang lại cái giá trị. Thì không biết là trong lúc như vậy thì có khi nào có xảy ra mâu thuẫn giữa gia đình, giữa mình với chị với chồng, hoặc là chị với bác gái không ạ? Chị với má chồng chị chỉ có cái là nhiều lúc mình chỉ đang làm mệt á, đúng không? Mà bà nói nhiều quá, bà nói dài. Dạ. Lúc đó thôi là chị cảm thấy là chị cảm thấy rất là bực mình. Rồi chị nói, lúc chị nói ông xã chị là cái đầu ông xã chị nói là má chồng chị. Còn anh? Ông xã chị thì chị không thì cũng sự lỏng hiền lắm. Chị thoa dầu ha. Giờ thì chỉ cần cho vào nồi hấp nữa là đã có thể thưởng thức món bánh da lợn hấp dẫn rồi. Xin chào các bạn. Và sau khoảng thời gian chờ bánh thì đến bây giờ bánh đã chín rồi các bạn ạ. Đây, wow, bánh rất đẹp. Bánh tuyệt vời. Ăn thì không nói gì. Mà những người Nhật người ta ăn cái bánh Việt Nam mình thì chị thấy cái cảm giác của người ta là sao chị? Người Nhật họ rất là, họ như họ thích ăn cái bánh da lợn. Dạ. Với lại cái bánh phu thê. Hai họ cũng wow, si rồi họ cũng thấy thích đúng không chị? Thì ông xã chị cũng xã chị cũng thích ăn bánh Việt nhưng mà cái bánh da lợn thì ông lại ăn được. Tại vì biết không, ở Mũi Né là cái lúc mà chị với ông xã kết hôn á thì đi không phải đi Mũi Né đi cái chân mặt. Đúng rồi, tiếng trần chân mặt. Đúng rồi. Nên lấy cái chỗ tên Mũi Né với ông xã chị ông thích cái chỗ đó nó đẹp, cái gốc cát vàng này kia nó đẹp á. Nên ông thích cái là thích đem đặt cái tên tiền luôn, làm kỷ niệm luôn. Trời ơi, vậy mà từ xa em nghĩ chưa Mũi Né, em cầm cái bánh bía lên em ăn bánh bía xong em chạy trong đầu em nè, nói ồ bánh bía này tên quán là tên Mũi Né, vậy là chắc chắn là một là quê của hai người ở Mũi Né là Phan Thiết Bình Thuận gì đó. Ai cũng hỏi nha, ai cũng quê Mũi Né hả? Món bánh da lợn đã hoàn thành, vô cùng đẹp mắt, hương vị hẳn cũng rất tuyệt vời. Ăn nha. Bánh rất là dẻo, thơm lá dứa. Ăn mà nó không ngọt mà nó đậm đà. Ta có nhiều người nghĩ là bánh là phải ngọt thì nó mới đậm đà, không sai. Tạm biệt căn bếp với rất nhiều món bánh ngon, chị Hòa đã nhờ Bimax làm cầu nối để gửi lời cảm ơn đến người mẹ thứ hai của mình. Dạ. Chị muốn gửi lâu lắm rồi nhưng mà mình sẵn dịp chương trình nên chị gửi luôn. Dạ. Có rằng một tí nào có rằng thề gom ý chút thôi. ありがたいです。あの感謝の言葉は。お母さんへいつもお店のお手伝いや家の洗濯などいろいろ面倒してくれありがとうございます。お店が忙しくて全然家のことができません。本当にごめんなさいね。お店が忙しい時ストレスぶつけてごめんなさいね。 でもお母さんいつも優しくて面倒してくれて心が痛いです。本当は私が家事などを面倒してお母さんを楽にさせてあげたい。私たちには私たちには子供がいませんがお母さんは何も言わないです。孫の顔を見せれなくてごめんなさいね。 でも今はお菓子が私たちの子供です。お菓子に囲まれて毎日幸せです。お母さんこれからも元気で私たち見守ってください。私の母は早く亡くなったのでお母さんは私にとってかけがいのない日本のお母さんです。 ありがとうございます。 いつもありがとう。いやいやいや、本当優しい。よく書いてくれてありがとう。妻がこんなにうちのお母さんを思ってくれてたんで本当に感動しました。
Bún ăn nắc sôi. Điều bất ngờ vẫn chưa hết, vẫn còn một món quà nữa dành cho bác Eriko. Đây là món quà mà đây em nghĩ là chị sẽ nói nhiều tốt hơn em à. Gosan, bố mẹ đó. Nhà riêng của anh chị nằm ngay cạnh cửa hàng bánh và dĩ nhiên Bimas cũng muốn đến thăm. Thì ra là còn một món quà mà Bimas đã bí mật chuẩn bị cho chị Hòa. Hồi nãy em có chia sẻ với chị là em có một cái điều bất ngờ. Và cái điều bất ngờ đó nó sẽ xuất hiện như bây giờ đây. Dạ. Dạ, chị nhìn là chị biết ở đâu không ạ? Con đường quen quá hả? Ê! Dạ, xin chào. Cho mời chương trình vô nhà. Nhờ em gái chị. Dạ. Chị Hòa đi nay cũng mười mấy năm rồi. Rồi đi hợp tác bển rồi có chồng bên Nhật luôn. Nói chung là nhà hồi xưa cũng khó khăn dữ lắm, khổ. Ba má khổ. Rồi chị Hòa thấy vậy á, rồi chị Hòa mới kêu má thì làm giấy tờ cho chị Hòa đi đi hợp tác bên Nhật. Rồi một tay là má đưa rước chị Hòa đi không á. Má chở chị Hòa đi hàng ngày. Thi hay gì là má cũng cúng kiến đốt nhang trong nhà trong cửa dữ lắm. Để cầu nguyện cho chị Hòa đừng đậu á. Tôi không cho đi. À. Tôi thương con không cho đi. Mà nếu mà không cứ nghe lời tôi chắc cái gia đình này chắc khốn khổ biết bao. Hầu nhỏ ra con hay là nó hai đứa bưng cái đồ bắp á đi bán cùng sớm á. Nhà đâu có tiền. Chiều mua nước gạo về cái nấu ráp ăn cái đầu chứ không có miếng gạo mà có sẵn nữa. Con có bốn đứa mà nó đi xa nữa, nhà chịu đâu có nổi. Bà bệnh riết rồi mới qua thần. Cũng thương con, nhớ con. Còn tôi phải chết đứng trong lòng. Cái chỗ mà ba mình hay viết hay dán mấy tấm hình của mấy chị em lên nè. Nè, tấm hình này là chị Hoa, chị Râm nhớ nhất nè. Ở đó hai chị em được ba má chở dẫn đi Vũng Tàu. Ở đó đứa nào cũng xấu quá. Này là tấm hình này nó mờ rồi. Hồi đó là má đưa chị Râm đi bên Nhật á, đi hợp tác ở bên Nhật á, đi làm việc của bạn á. Lần đầu tiên đi luôn. Ba có khóc nhiều chị? Khóc, má thương chị Râm lắm. Chỗ này là chỗ ba nằm, tối ba ngủ. Này hình cưới hai chồng. Ba cũng thương chị Râm lắm, thành ra cứ treo vậy cái dòm á. Dòm vợ chồng chị Râm. Đi mà đi xứ lạ mà có một mình biết không có bố với ai hết. Trong bụng nát làng hết chứ, không có ai đấy đâu. Mình cứ coi những cái chuyện mà lấy chồng nước ngoài mà bị người ta bạo hành, mình sợ dữ lắm. Sợ chị mình cũng gặp y vậy, rất là sợ. Mà hả, nghe chị nói mà chị được hạnh phúc là mình rất là mừng. Chị cầu xin là chị được hạnh phúc bên chồng con, có một đứa con. Bên cha mẹ chồng người nào cũng thương. Vậy là mình đủ mừng trong bụng à. Chứ cũng không có mơ ước gì hơn. Gái nhờ đứa cha chắc chỉ nhờ đứa của ba. Ba xưa giờ ba hiền lắm. Đây là những tấm hình chị Hòa gửi về nè.
Mà má lúc mà đi á, cái má nhớ quá chừng luôn, má nhớ chị Hòa vậy lắm. Má nhớ quá rồi má viết ở sau lưng nè, sau lưng tấm hình của chị Hòa rất là nhiều. Gia đình thì nói chung hôm nào nó cũng quên đi. Rồi bây giờ có nhờ có chương trình nè, nói chung là nhờ có chương trình là mình mới lục ra những tấm hình hồi xưa mà chị Hòa gửi về. Rồi mẹ thấy những cái dòng chữ của má viết: ở bên Nhật con có lạnh nhiều hôm con, sao mẹ thấy tiếc nhiều quá, nhìn cảnh con mẹ nhớ con nhiều, con cố gắng thành công mọi việc được an, mẹ nhờ chờ đợi 3 năm con về gần bên nhau, cố gắng thành công như con. Mẹ viết lúc chị chụp hình với Tiến, mẹ nhớ quá, mẹ viết gì nè. Chung hôm nào nay là không có biết những tấm hình mà viết cái gì đâu. Chị Đâm đi làm má nhớ quá, má viết vậy. Từ hồi má mất nay 7 năm rồi mới lục lại những tấm hình vậy. Mẹ nhớ con, nhớ con. Mẹ nhìn cây cao chung quanh con đó, mẹ nhớ con nhiều. Không biết làm sao, mẹ thương con tâm trạng quặn dai, tâm nặng quặn dai. Cầu xin ơn trên trời Phật ông bà nội ngoại độ cho con mạnh khỏe vui vẻ, để phục vụ đủ điều bên nước Nhật. Chào Râm. Má viết nhiều quá, à, thương quá, nhớ quá rồi không biết làm gì. Rồi mới lật mấy tấm hình ra má viết nè, tấm nào má cũng viết á. Nay nói chung là mười mấy năm rồi mới lục lại những tấm hình này. Cảm thấy buồn, người ta nhớ má quá chừng. Ngày mà biết tin chị đi, má mừng quá chừng luôn. Chị đi là má bệnh luôn, thương nhớ quá bệnh luôn. Em cũng có mấy lời nhắn với chị là thôi bệnh xứ người ráng đo bằng ăn đi ha, với hai chồng kệ ráng tạo dựng gia đình rồi bằng ăn. Nói chung là chị biết, nhưng mà viết thư vậy, với mà viết sao tấm hình vậy thì chị cũng mới biết lần đầu luôn. Tại vì mỗi lần về thì ví dụ như dắt má đi chỗ này chỗ kia hoặc là này kia thôi, chứ không có kiểu như không có kiếm mấy cái tấm hình mà coi để coi vậy. Giờ bất ngờ. Dạ, bác cũng nhớ đó, như chị Kiên chia sẻ là bác cũng nhớ. Là nhớ quá rồi. Bác viết cái gì đó vậy, giống vậy á. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là một phần nào đó thì khi mà chị ở bên Nhật thì chị lại có một người mẹ thứ hai của mình là bác gái, thì em nghĩ là một phần nào đó cũng đỡ đúng không chị? Thật sự thì thấy chị mình may mắn. Đang ngủi đúng không ạ? Thật sự thấy mình rất là may mắn, kiểu như mình đi ở xa, mình đi làm dâu mà mình được gia đình chồng quý rồi thương, rồi thì về Việt Nam cũng về chung, đi chơi chung này kia đồ vậy, thế cảm thấy như mình thật sự cảm ơn rất là nhiều. Em cũng nghĩ là bác gái tuy là không có chị bên cạnh nhưng mà bác gái luôn theo dõi chị. Thì bây giờ nếu mà bác gái đang ở một nơi xa thì bác gái cũng sẽ luôn theo dõi chị và luôn mong chị sẽ được hạnh phúc như bây giờ. Chị cảm ơn. Giữa những cảm xúc dạt dào, chị Hòa quyết định viết một chữ Hán tự để thể hiện lòng mình. Đó sẽ là chữ gì đây? Hay. Xin mời sẽ. Ủa chị ơi, chữ này nghĩa là gì ạ? Cái này là chữ mẹ, ý nghĩa là mẹ. Dạ. Ba san kore presento desu. Cho con hỏi là bác gái cảm nhận như thế nào khi mà được nhận cái chữ đó từ. Ureshii. Jimirigui ga. Tashi mo kakanai kara ureshii. Ba-san ichimo arigato ne. Hareya-san mo. Honto ichimo arigato. Yasashii.
con đang ra sở hiện nay tổ mô. Dạ. Chưa cứ gạo măng dô giữa. Ông sẵn dù cứ... Ông sẵn sức cơ chí gà rồi chí mô cốt tử đêm mô gạo măng sức tế kể tế. Arigato. Dạ. Cảm ơn nhé. Arigato.